Em chào tất cả anh chị mình đã đến với video game buổi sáng ngày hôm nay cả nhà. Hôm nay lên một video đầu tiên là cây dendro nắng bà liễu nha cả nhà. Đèn bà liễu này bông cực kỳ thơm luôn. Cả nhà mình sưu tầm thì cứ liên hệ thoải mái. Giá thì em báo giá sớm luôn. Combo là 3 chậu là 270. Phí ship chỉ 30.000 thôi. Bên em không bao ship khi mua một combo nha cả nhà. Anh chị mình mua 2 combo trở lên bên em mới bao ship nha. Mua 5 cây cũng không bao ship được nha cả nhà. Em lưu ý ha. Cả nhà mình đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại của em chạy dưới màn hình nha cả nhà ơi. Bông bà liễu thì đã đầu video em đã chạy rồi. Cái dòng này trời ơi, nó cực kỳ xiên bông luôn anh chị, mình mua chỉ cần 2 combo thôi. Về anh chị mình dép vô 2 chậu lớn mình treo lên Tết nay nhà mình thơm thương thức luôn. Tại vì cái dòng này bông nó lâu tàn cả nhà, nó tầm 2 tháng đến 2 tháng mấy á, nó tàn không? Đó thì bông nó lại thơm mà lại đẹp nữa, mà chậu lại dài mà lại lâu tàn. Mà đặc biệt là dễ chăm nha ha. Giống như toàn bộ tất cả hàng mà bên em bán là dendro nắng thì cái cách chăm sóc của nó rất là đơn giản chứ không phải giống như ngọc điểm hay là những cái dòng như hồ điệp á, thì mình hơi khó chăm nhưng mà vẫn chăm được nha các bình thường hết đó. Thì cái nhà mình có thắc mắc thì cứ liên hệ hết, bên em sẽ hỗ trợ cái nhà mình cách chăm sóc. Còn anh chị em mình mới chơi thì mình chơi dòng dendro nắng để tập chơi trước, rồi mình chơi những cái dòng kia thì mình sẽ không có bỡ ngỡ. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến video game ngày hôm nay nha cả nhà. Nhắc lại nha, mua 3 chậu là 270.000, chỉ 270.000 là mình đã sở hữu được 3 chậu lan rất là đẹp. Cái cây này là chậu phi 12, cả nhà mình năm mua về mình dép vô 2 chậu, có nghĩa là hai cái nếu hai combo á thì anh mình dép 2 chậu đi mỗi chậu đi 3 hướng, trời ơi nó đẹp lung linh luôn. Cả nhà mình cứ sưu tầm ha. Đó thì em quay kỹ góc rồi chậu cho cả nhà tham khảo ha. Trong đây nó có vỏ dừa và than luôn. Đó để nó ăn bám rất là khỏe. Cây thì nó cao bao nhiêu thì anh chị mình tham khảo giúp em ha. Khoảng tầm 30 cm đó. Có những cây có bông bối, có những cây không cả nhà, nhiều khi có những cây nó sung quá, nó chưa có đứng ngọn được á thì nó sẽ chưa ra bông bối kịp. Còn một số cây nó ra bông bối thì anh chị mình đặt hàng thôi ha. Tại vì thông thường bên em ship hàng là hay ship ít có để hoa nhiều, tại vì để hoa nhiều thì mình tới nơi đó mình dập hay gãy mình làm bông lại nó mất hết tầm 2 tháng mấy đó thì chăm lại nó mới ra bông được cả nhà. Và đặc biệt mình có những loại làm bông thì mình phải để cắt chiều và cứ nước ít lại bắt đầu cây nó sẽ bứt bông cả nhà. Và thêm một phần nữa là hỗ trợ phân bón có tỷ lệ lân cao tí xíu đó, thì cả nhà mình cứ chăm cơ bản vậy thôi là nó ra bông rồi. Rồi cảm ơn cả nhà ha anh chị em ơi. Nhiều anh chị mình thắc mắc hay cách chăm á thì em cũng chia sẻ luôn. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến với video của em ngày hôm nay cả nhà ơi. Cả nhà mình đăng ký kênh ủng hộ giúp bên vườn lan Minh Thắng nha cả nhà. Thì video sau em sẽ lên cái cây là bò kim cương. Một cái cây mà hoa rất là đẹp, cả nhà mình có thể đăng ký kênh để theo dõi nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã đến với video của em. Rồi em xin phép cả nhà em xuống video. Cả nhà nhớ kiểm tra hàng trước khi nhận anh nha, cứ kiểm tra trực tiếp với cô tá luôn. Rồi cảm ơn cả nhà.